Thưa quý vị, chiều nay tại Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, đại diện Quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Long An đã tiếp tục đón nhận sự đóng góp quý báu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay đầy trách nhiệm này đã đang và sẽ góp phần quan trọng để tỉnh có đủ nguồn kinh phí cho việc tiến tới tiêm vaccine cho toàn dân. Theo đó, chiều nay, Quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của 9 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với số tiền 3 tỷ 770 triệu đồng. Sự chung tay quý báu và đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng giúp tỉnh có thêm kinh phí trong việc tiến tới tiêm vaccine cho toàn dân. Đây là giải pháp quan trọng góp phần đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Qua Ban Quản lý Khu Kinh tế đã triển khai cho các doanh nghiệp, thì hầu hết là các doanh nghiệp họ rất là đồng tình. Thì họ biết rằng cái chủ trương của Thủ tướng hiện nay là phòng chống dịch COVID này là 5K cộng với vaccine, nên họ rất là quan tâm vấn đề này. Nhiều doanh nghiệp cũng đã đăng ký ủng hộ. Đến giờ này các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bí thư, chủ tịch tỉnh, ban quản lý cũng góp phần vận động, thì đến nay cũng đã trên dưới gần 30 tỷ. Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Long An, Hồ Quốc Công cũng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của các doanh nghiệp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh. Trong đó có vai trò quan trọng của Ban Quản lý Khu Kinh tế trong công tác vận động các doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể người dân bằng tình cảm, trách nhiệm và điều kiện của mình tiếp tục chung sức chung lòng, tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh.